Chị ơi, viết mở bài áp dụng được cho tất cả các dạng văn đi ạ. Ok em nhá, xem hết video này luôn nhá. Mẫu số 1, ABC là tác giả tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ví dụ nhá, thời gian luôn không ngừng chuyển động. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời với tuổi thọ luôn là con số hữu hạn. Có một thứ luôn tồn tại với thời gian, đó là thơ, là văn, là những tác phẩm nghệ thuật đích thực. Và tác phẩm ABC của nhà văn XYZ là một trong những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu như thế. Thứ hai, nhắc đến sự nghiệp sáng tác của tác giả ABC, chúng ta không thể nào không kể đến tác phẩm XYZ. Ví dụ nhá, thời gian vẫn trôi đi và bốn mùa luôn luôn chuyển. Người chỉ xuất hiện một lần trong đời và ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng. Những gì của nhà văn, nhà thơ ABC là những tác phẩm nghệ thuật đích thực thì còn mãi với thời gian. Tác phẩm XYZ của nhà văn, nhà thơ ABC là một trong những tác phẩm nghệ thuật như thế. Đặc biệt trong đoạn trích chấm ba chấm trích dẫn, nếu có đoạn trích thì cần viết như vậy là các em đã có một mở bài nhanh, đủ, đúng, trúng, gọn và đạt điểm tối đa rồi nhá.